Thoái hóa khớp là một bệnh lý gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và đời sống sinh hoạt của người bệnh. Nếu tình trạng này không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí người bệnh có thể bị tàn phế vĩnh viễn. Thoái hóa khớp là một rối loạn mãn tính làm tổn thương sụn và các mô xung quanh khớp. Sụn khớp được xem là lớp đệm bao phủ bề mặt xương, cấu tạo từ tế bào sụn và chất căn bản. Sụn khớp có chức năng bảo vệ, giảm ma sát trong khớp và đóng vai trò như một bộ giảm sóc. Thoái hóa ở các khớp là tổn thương thường gặp nhất trong hơn 100 loại tổn thương viêm khớp khác nhau. Tại Việt Nam, tình trạng thoái hóa khớp đang ngày càng trở nên phổ biến và có dấu hiệu trẻ hóa. Theo thống kê, người gặp các vấn đề về thoái hóa khớp trên 35 tuổi chiếm 30%, người trên 65 tuổi chiếm 60% và cao nhất là người trên 85 tuổi chiếm 85%. Thoái hóa khớp có thể ở một hoặc nhiều khớp trên cơ thể. Tuy nhiên, một số vị trí hay gặp tổn thương nhiều nhất như đầu gối, cột sống, khớp háng, ngón tay, cổ chân có thể gặp các triệu chứng ở một khớp hoặc một vài khớp cùng một lúc. Thoái hóa khớp háng. Thoái hóa khớp háng thường gây khó khăn cho việc đi lại của bệnh nhân. Ở giai đoạn đầu, thường khó chẩn đoán vì cơn đau có thể xuất hiện ở các vị trí khác nhau, bao gồm háng, đùi, mông hoặc đầu gối. Có thể nhói và buốt hoặc đau âm ỉ và phần hông thường căng cứng. Thoái hóa khớp gối. Đây là tình trạng thường gặp nhất xảy ra khi lớp sụn bao bọc khớp gối bị hao mòn, rách hoặc tiêu biến. Phần xương khớp gối không còn được lớp sụn bảo vệ, trà sát lên nhau gây đau đớn, viêm sưng, hạn chế trong di chuyển. Thoái hóa khớp cùng chậu. Biểu hiện hay gặp nhất là đau thắt lưng, hông, cảm giác tê bì chân khi ngồi lâu một tư thế, mệt mỏi. Có thể bị ở một khớp hoặc cả hai khớp cùng chậu. Thoái hóa khớp cổ tay, bàn tay. Khi lượng máu được cung cấp để nuôi dưỡng vùng khớp nói chung và khớp bàn tay, ngón tay bị suy giảm, gây ra tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng ở các sụn. Giảm sức chịu lực trước tác động liên tục và hàng ngày lên khớp, gây đau cổ tay và bàn tay. Ở vị trí này thường gặp nhất ở những người cao tuổi. Thoái hóa khớp cổ chân. Triệu chứng ban đầu khó nhận biết, hay gặp ở những người chơi thể thao hoặc vận động nhiều. Ở giai đoạn nặng, người bệnh sẽ cảm thấy đau vùng khớp cổ chân, cảm giác nặng nề, kém linh hoạt khi vận động. Thoái hóa đốt sống cổ. Thoái hóa đốt sống cổ gây đau cổ hoặc thắt lưng. Các gai xương hình thành dọc theo cột sống, hay còn gọi là gai cột sống, có thể kích thích các dây thần kinh, gây đau dữ dội, tê và ngứa ran các bộ phận bị ảnh hưởng trên cơ thể. Nguyên nhân khiến cho khớp bị thoái hóa. Nguyên nhân nguyên phát. Đây là bệnh liên quan nhiều đến độ tuổi, vì hàm lượng nước trong sụn khớp tăng dần theo tuổi tác. Điều này làm hàm lượng và chất lượng protein trong sụn suy giảm, dẫn đến việc sụn khớp bắt đầu thoái hóa. Vận động nhiều trong thời gian dài khiến phần sụn bị tổn thương, gây nên tình trạng nứt, bong, thậm chí là tiêu biến sụn, gia tăng ma sát giữa khớp, gây nên đau và thoái hóa. Về mặt nguyên nhân thứ phát, thứ nhất là do di truyền, là bệnh xảy ra ở một số đối tượng có khiếm khuyết di truyền ở những gen có chức năng hình thành sụn, dẫn đến hao hụt ở sụn khớp, đẩy nhanh tình trạng thoái hóa. Thứ hai là do chấn thương. Đây được xem là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển tình trạng viêm khớp thoái hóa. Thứ ba là việc sử dụng khớp quá nhiều với tần suất cao. Lạm dụng một số khớp nhất định làm tăng nguy cơ phát triển viêm xương khớp. Ví dụ với những người thường xuyên làm việc nặng nhọc về tay chân như bốc vác, làm việc thủ công có nguy cơ phát triển thoái hóa khớp cổ tay, cổ chân cao hơn. Những người bị viêm khớp dạng thấp có nhiều khả năng bị thoái hóa khớp. Ngoài ra một số tình trạng thừa sắt hoặc dư thừa hormone tăng trưởng cũng làm tăng nguy cơ thoái hóa khớp. Các biểu hiện thường gặp: nhức và đau. Đây là triệu chứng thường gặp nhất khi bị thoái hóa khớp. Thường các cơn đau sẽ âm ỉ hoặc cấp tính, gây ảnh hưởng lớn đến khả năng vận động. Khi ở giai đoạn đầu, bệnh nhẹ, các cơn đau chỉ xuất hiện khi vận động khớp và biến mất nhanh chóng sau đó. Lâu dần chúng sẽ gây ra các cơn đau nhức dữ dội và kéo dài. Đặc biệt khi thời tiết có sự thay đổi, chuyển lạnh đột ngột sẽ khiến cơn đau trở nên trầm trọng hơn. 2. Cứng khớp. Cứng khớp sẽ xuất hiện đi kèm theo các cơn đau, đặc biệt là vào mỗi buổi sáng, sau khi ngủ dậy,
các khớp bị đau sẽ khó cử động. Tình trạng này giảm dần nếu người bệnh nghỉ ngơi sau khoảng 30 phút. Thứ ba, khớp kêu lạo xạo khi cử động. Khi sụn và đĩa đệm ở giữa hai đầu xương bị hao mòn, dịch nhảy bôi trơn cũng giảm dần, nên khi người bệnh di chuyển, các đầu xương sẽ cọ sát vào nhau, phát ra tiếng kêu lạo xạo kèm theo đau nhức. Thứ tư, vận động khó khăn. Khớp bị thoái hóa nên người bệnh sẽ rất khó khăn trong việc thực hiện một số tư thế như cúi sát đất hay quay cổ. 5. Teo cơ, xương tấy và biến dạng. Khi thoái hóa diễn ra trong thời gian dài, nếu không có các biện pháp can thiệp đúng, sẽ gây ra các triệu chứng nguy hiểm hơn như xương tấy, gây biến dạng các khớp bị tổn thương. Vùng cơ xung quanh khớp tổn thương không được vận động trong thời gian dài sẽ dễ gây teo cơ, biến dạng. Không biết người cho rằng thoái hóa khớp là căn bệnh của người già. Tuy nhiên, bệnh lại có xu hướng trẻ hóa ở các nhóm đối tượng như người làm việc tay chân ở mức độ thường xuyên và liên tục, người tập luyện thể thao ở cường độ cao và có tiền sử chấn thương, người có các dị dạng bẩm sinh hoặc biến dạng thứ phát sau khi gặp chấn thương, người thừa cân, béo phì. Nhiều thống kê cho thấy thoái hóa khớp làm cho 80% gặp khó khăn khi vận động và 25% trường hợp bị mất đi khả năng vận động bình thường. Ngoài ra, bệnh cũng có thể gây ra một số biến chứng nguy hiểm khác, chẳng hạn như khớp bị biến dạng. Các khớp bị tổn thương sẽ có triệu chứng sơn to, mọc gai xương gây biến dạng và lệch khỏi vị trí ban đầu, ảnh hưởng đến khả năng vận động của người bệnh. Thứ hai là suy nhược cơ thể. Đau nhức triền miên khiến người bệnh cảm thấy đau đớn, khó chịu, đặc biệt có thể là mất ngủ với những cơn đau về đêm. Tình trạng mất ngủ, đau nhức kéo dài sẽ khiến người bệnh rơi vào trạng thái lo âu, căng thẳng, stress, suy nhược cơ thể. Các cơ xung quanh vùng khớp bị tổn thương nếu không được vận động trong thời gian dài sẽ dần suy yếu và teo cơ, dẫn đến mất dần khả năng vận động thông thường như co duỗi, cầm nắm, đi đứng trở nên khó khăn, thậm chí có thể gây tàn phế. Đây là biến chứng nguy hiểm nhất, khiến người bệnh mất đi khả năng vận động vĩnh viễn, đồng thời gây tổn thương đến các cơ quan xung quanh như rễ thần kinh, tủy sống. Các biến chứng viêm khớp thoái hóa khác bao gồm xương bị hoại tử, gãy xương, chảy máu hoặc nhiễm trùng, gân và dây chằng quanh khớp bị tổn thương. Ngay khi thấy các triệu chứng của thoái hóa khớp, cần đi thăm khám để được tư vấn và điều trị. Nên thăm khám thường xuyên để kiểm tra sức khỏe xương khớp và có các biện pháp để phòng ngừa ngay từ khi chớm bệnh. Tình trạng thừa cân, béo phì đang ngày càng gia tăng cũng khiến cho tình trạng viêm khớp trở nên trầm trọng hơn. Chính vì vậy, cần có lối sống sinh hoạt và chế độ ăn uống khoa học. Điều này giúp kéo dài thời gian thoái hóa khớp và làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh. Duy trì cân nặng ở mức độ hợp lý để tránh tăng cân, béo phì, vận động đúng tư thế, không thực hiện các động tác quá mạnh một cách đột ngột, mặc đồ bảo hộ và mang giày dép khi chơi thể thao hoặc lao động để hạn chế nguy cơ bị chấn thương. Luyện tập thể dục hàng ngày để tăng cường sự dẻo dai và độ chắc khỏe của xương khớp. Kiểm soát lượng đường trong máu ở mức hợp lý, thực hiện chế độ ăn uống khoa học, bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho xương và sụn. Hạn chế đồ ăn chiên xào chứa nhiều chất béo bão hòa, thực phẩm giàu axit oxalic, tinh bột, đồ uống có cồn. Thường xuyên kéo duỗi và xoa bóp các mô cơ để giữ cho khớp trở nên dẻo dai và linh hoạt hơn.